Chào quý anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng được cập nhật mẫu xe trên cửa hàng và đặc biệt siêu hot cho quý anh chị một em Ford XF chỉ 35 triệu đó anh chị nhé. Nói chung là hai cầu, nói chung là phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Thì ngày hôm nay anh chị đón xem hết cái video và tất cả cái thì cho em Trung xin ít thời gian và cập nhật những cái mẫu xe trên cửa hàng đó, thì cũng phải nói là siêu hot và cực hot cho quý anh chị, rẻ nhất thị trường. Nếu mà anh chị mua cái xe đấy tầm khoảng lần quanh đâu đó, nếu mà ở ngoài thì tầm khoảng hơn 100 triệu nhá, nhưng ngày hôm nay anh chị chỉ với 35 triệu thôi. Thì anh chị đón xem hết cái video và tất cả cái thì cho em Trung xin ít thời gian và báo giá cập nhật mẫu xe trên cửa hàng chút xíu, em Trung sẽ quay chi tiết em đó nhá. Đây và tiếp tục, đây là một mẫu xe tải em Kia K165 đời 2017, đăng ký 2018, bán xả lỗ cho quý anh chị luôn nhá. Em nó được thùng dài 4m3, thùng kèo bạt 2017, đăng ký 2018, Kia K165 2.4 nhưng quý anh chị nhá, bán cho quý anh chị với giá 260 triệu. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Toyota Innova, em này thì bản G 2010 nhưng quý anh chị, xe này thì em Trung cũng vừa mới cho em nó dọn dẹp lại đẹp sạch sẽ cho quý anh chị đó. Nói chung là cũng phải nói là rất yêu cho quý anh chị, được cái màu sơn màu bạc rất là yêu. Bản G nhưng quý anh chị nhá, mâm vỏ lốp còn khá dày, đặc biệt thêm nữa là quý anh chị rẻ nhất thị trường luôn. Chỉ với 250 triệu quý anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe này. Đây quý anh chị này, phải nói là rất yêu cho quý anh chị này. Không, nội thất phải nói là rất là đẹp, nhưng phải nói là đặc biệt tới ngày hôm nay thì phải nói là siêu hot cho quý anh chị. Xe này em Trung đã có video chi tiết rồi quý anh chị, vỏ lốp rất yêu luôn đó. Đuôi gió thể thao tất cả cái thì ngày hôm nay em Trung chỉ lướt sơ thôi đấy. Giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương luôn, chỉ với 250 triệu. Anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe ngày xưa em nó tiền tỷ, bây giờ chỉ với 150 triệu thôi quý anh chị, bớt cho quý anh chị 10 triệu đó, còn 140 triệu một mẫu xe Mac C180 em nó thì đời 2004 như quý anh chị nhá. Riêng xe này thì bữa nay đăng kiểm cả năm đó quý anh chị đó, được cái chất anh chị nào, nước sơn rất đẹp, sơn zin còn khá nhiều, không lỗi như quý anh chị nhá. Thì ở đây những xe này thì nhiều anh nhiều chị sợ, thì phải nói là những xe này em Trung có bảo hành, có bao quay đầu cho quý anh chị, và anh chị quan tâm alo cho em Trung. Đời 2004 đó quý anh chị nhá. Đây một mẫu xe Mac vỏ lốp thì em dàn vỏ vừa mới thay mới, đăng kiểm khá dài, bán cho quý anh chị 140 triệu. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe một cặp luôn quý anh chị, 9 chỗ ngồi không liên hạn, không hết đời, em nó là một cũng là thương hiệu Mac luôn quý anh chị nha. Đây biển số MB100 nhá quý anh chị nha, là 9 chỗ ngồi không liên hạn không hết đời. Còn em MB140 em nó là 16 chỗ. Đây tiếp tục quý anh chị, được cái cụm đèn đăng kiểm vừa khám, biển số Sài Gòn, anh chị mua về Sài Gòn Hà Nội không tốn tiền biển nhá. Đó, đăng kiểm tất cả cái phải nói là đầy đủ cho quý anh chị, giá bán cho quý anh chị 175 triệu. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Ford Genesis 9 chỗ ngồi không liên hạn không hết đời. Em nó sinh năm 2000 quý anh chị nhá, được cái là rất yêu luôn, nội thất phải nói là cũng rất là đẹp, đăng kiểm cũng vừa mới khám. Riêng xe này lễ thì anh chị chở cả đại gia đình mình đi chơi cũng rất ok luôn, giá bán cho quý anh chị chỉ với 140 triệu thôi Ford. Tiếp tục đây thì còn vài cái mẫu xe, nhưng quan trọng ngày hôm nay phải nói là cực hot cho quý anh chị, em Ford XF. Đây tất cả cái thì đây quý anh chị này, một em Isuzu Hender, em này thì máy dầu đời 2007, bán cho quý anh chị với giá rất yêu thương luôn. Đây quý anh chị, vỏ lốp cũng còn khá dày, và đặc biệt thêm nữa em nó chạy phải nói là siêu tiết kiệm rồi. Đấy, giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương luôn, chỉ với 185 triệu. 7 chỗ ngồi quý anh chị nhá. Đây và tiếp tục đây thì lại một mẫu xe 7 chỗ ngồi cũng rẻ nhất thị trường luôn quý anh chị. Em nó thì mang màu vàng cát. Đó, được cái sơn của em nó thì phải nói là đang còn sơn zin còn khá nhiều, được cái anh chị này nhìn tất cả mọi cái xung quanh em nó quý anh chị đâu, phải nói là rất là đẹp nha, sơn zin còn khá nhiều, anh chị nhìn cái nước sơn zin của em nó rất bóng, anh chị ngồi nhìn ở ngoài thôi còn đẹp hơn trong hình ảnh. Tiếp tục nội thất của em nó phải nói là cực kỳ là mới rồi, riêng dòng này thì 2.0 thì quý anh chị cũng cần suy nghĩ chạy, phải nói là rất là mạnh mẽ đó. Đặc biệt thêm nữa quý anh chị nha, nói chung là em nó thì chạy lăn quăn đâu đó tầm khoảng 9 lít xăng rồi. Vỏ lốp thì dàn vỏ vừa mới nha quý anh chị nha. Đèn cột, lốp treo, đó, bản đủ nha quý anh chị nha. Quý anh chị là tất cả cái. Giá bán thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay trên màn hình thì chụp lại cái màn hình dùm cho em Trung, thì những cái xe này em Trung đã có những video chi tiết rồi, và đặc biệt em Trung quay em Ford XF cho quý anh chị. Giá chỉ với 35 triệu thôi. Tất cả cái thì anh chị đã thấy tất cả cái. Tiếp tục. Đây lại một em
Suzuki Ben. Đó, em này thì đời 2009 biển số Lâm Đồng, bán cho quý anh chị với giá 130 triệu thôi. Tất cả cái phải nó rất yêu cho quý anh chị nha. Tiếp tục, đây thì em xe dây này thì khách đã cọc rồi. Đây còn đằng bên này nữa quý anh chị. À, một cặp tập lái cho quý anh chị Dagolanos và em Novira. Em này là Dagolanos, em này đời sinh năm 2000. Để mà tìm cái hàng này nó phải nói là quý anh chị, vỏ lốp cũng còn khá dày, đặc biệt đây nữa quý anh chị nhá. Riêng cái dàn nội thất của em nó thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Đó, đằng trong em nó vẫn đang còn cái bộ nỉ zin nha quý anh chị nhá. Mới săn dần luôn đây quý anh chị, tháp bi bốn cánh đều y chang nhau. Vân gai tất cả cái rất đẹp. Anh chị cái cửa của em nó đang đóng đang còn khít này, hầu như cửa sau luôn vậy quý anh chị. Rất là êm luôn. Phải nói là để mà tìm một cái mẫu xe mà anh chị về tập chạy tập lái con này thì phải nói là quá yên tâm, không cần phải suy nghĩ. Nên là những cái gì thì em Trung cũng chia sẻ hết cho quý anh chị. Tại vì những cái xe này em Trung bao cho quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc, tất cả một cái thì quý anh chị cần phải suy nghĩ rồi. Rẻ như cho luôn đấy anh chị. Táp ly này, không? Anh chị nhìn từng cái vân gai táp ly của em nó rất mới luôn. Được các cái vô lăng của em nó quý anh chị rất yêu, không? Máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đều. Đấy, phải nói là rất là yêu cho quý anh chị. Cửa nẻo đóng chắc nịch luôn, màu trắng quý anh chị nhá. Rất đẹp. Bán cho quý anh chị với giá chỉ với 70 triệu thôi. Và đằng bên đây nữa quý anh chị, một em mẫu xe Nubira. Em này thì sinh năm 2000 quý anh chị. Nói chung là em đẳng cấp hơn là em Lanos rồi. Đẳng cấp hơn em Lanos rồi quý anh chị. Rất đẹp thì em Trung sẽ đi lướt sơ một vòng. Đấy, nhiều anh chị hỏi em Trung mẫu xe này đây quý anh chị này. Đó, nhiều anh chị hỏi em Trung những cái mẫu xe này phải nói là rất yêu cho quý anh chị đó. Phải nói là rất đẹp luôn. Dagu Nubira 2 với quý anh chị cho biển số Lâm Đồng, ngay chủ ý quyền thương hiệu logo Hàn Quốc. Đó, phải nói là màu trắng rất là đẹp luôn quý anh chị nhá. Riêng cái dòng này thì quý anh chị cũng cần phải chạy, không cần phải suy nghĩ rồi. Gầm máy của em nó phải chắc nịch luôn. Nếu mà để mà so với em nó thì như những mẫu Camry ngày xưa mà so sánh với mẫu Camry quý anh chị, đây tất cả cái này. À, vỏ lốp khá dày, khá đẹp luôn. Nếu mà mình không gần tới Camry thôi, chứ còn để mà so sánh với Camry thì nó làm sao có cửa được quý anh chị. Đây, nội thất phải nói là rất yêu luôn. Đó, tất cả cái anh chị đâu, được cái màu sơn rất đẹp luôn quý anh chị. Cửa nẻo thì đóng chắc nịch, quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Giá bán cho logo này quý anh chị không? Vô lăng phải nói là rất đẹp. Giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương luôn, chỉ với 85 triệu thôi. Bớt cho quý anh chị 5 triệu còn 80 triệu. Và đặc biệt thêm nữa đây quý anh chị, thì ngày hôm nay thì phải nói là cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Đặc biệt thêm nữa thì em Trung quay em phói kép cho quý anh chị tiếp tục. Đây thì em Camry, em này thì sinh năm 2003, số tự động. Bớt cho quý anh chị 20 triệu còn 230 triệu nhá. Vỏ lốp thì quý anh chị không phải nói là rất đẹp rồi. Nói chung là đăng kiểm cả năm quý anh chị. Ngày xưa mà để sở hữu em nó thì cũng cảm cái vấn đề luôn. Nội thất phải nói là rất đẹp, đằng trong em nó màu kem, nhưng đằng ngoài em nó phải nói là màu đen chất. Đó quý anh chị này, nhìn từng táp bi bốn cánh đều y chang nhau quý anh chị, rất mới luôn. Đặc biệt thêm nữa quý anh chị, ghế chỉnh điện nhá, các hướng luôn. Đấy, số tự động. Vô lăng thì em nó là 203 V6 như quý anh chị nhá. Thì em nó chạy lăn quanh đâu đó thì tầm khoảng 8-9 lít xăng thôi. Cũng phải nó không đến nỗi mà nhiều xăng đâu quý anh chị. Chất sướng, đây cụm đèn zin theo của em nó. Máy 3.0 nhá quý anh chị nhá. Cam gie này, nói chung là thương hiệu Toyota Camry tất cả cái đèn cột. Và nói chung là cái cụm đèn của em nó rất là đẹp luôn chứ quý anh chị. Vỏ lốp thì nguyên cả gian đều mới quý anh chị nhá. Mâm của em nó thì xài 255/60R16 cũng rất là to. Được các cái bộ mâm xài rất là to, đâm ra là chạy cái xe của mình nó rất là êm quý anh chị, rất là êm. Tiếp tục đây quý anh chị, nội thất của em nó thì quý anh chị cũng cần suy nghĩ rồi, đẹp. Đặc biệt là em đằng sau em nó còn có ghế chỉnh điện luôn quý anh chị nha, có chỉnh điện luôn tất cả cái đó quý anh chị. Phải nói là rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Camry thương hiệu đẳng cấp, giá chỉ với 230 triệu. Thì vừa rồi em Trung bán 250 triệu, ngày hôm nay giảm cho quý anh chị 20 triệu còn 230 triệu để cho quý anh chị đi chơi Tết nhá. Tiếp tục đây thì em Trung hôm vừa rồi thì cũng có đá lên em BM đó. Phải nói đẳng cấp, xe này sơn zin còn khá nhiều. Nói chung là phải nói là được, phải nói là hàng tuyển, hàng đẹp với quý anh chị. Em nó thì biển số Lâm Đồng rồi. Nói chung là anh chị nhìn thấy cũng đèn, tất cả cái xe zin toàn tập, chưa like, chưa lên bất cứ một cái gì của anh chị. Đây anh chị nhìn từng cái lỗ mũi của em rất to luôn, rất là to luôn. Được cái thì form dáng cũng rất là dễ yêu. Đằng trong em nó thì đang còn cái bộ
Ghế da zin những quý anh chị, đằng trong em nó đang còn bộ ghế da zin đây, tiếp tục em Trung quay luôn cho quý anh chị luôn. Nói chung là nhiều khi anh chị ở xa mà, tại cái xe này em Trung đã có video chi tiết rồi, nên ngày hôm nay chị cũng chỉ có lên lướt sơ thôi quý anh chị, chứ không quay nhiều những quý anh chị nhá. Không quay nhiều đây quý anh chị. Đó. Em nó đang còn cái bộ ghế da zin những quý anh chị nhá, bán cho quý anh chị rất là yêu luôn, chỉ với 165 triệu. Tiếp tục đây nữa, thế lại một mẫu xe em này là Honda Civic đời 2007 2.0 bản đủ những quý anh chị nha. Nói chung là phải nói là riêng dòng này thì nó rất là thể thao quý anh chị, rất là thể thao luôn, cực kêu cho quý anh chị. Đây quý anh chị, vỏ lốp tất cả cái này này, phải nói này, đăng kiểm khá dài. Được cái là cái nội thất của em nó thực vậy rất là đẹp rồi, bán cho quý anh chị với giá 270 triệu, 270 triệu thôi quý anh chị. Đây phải nói rất đẹp luôn. Đây quý anh chị, nội thất em nó trang bị thêm màn hình Android đó. Nói chung là cam hành trình tất cả cái đều đầy đủ cho quý anh chị rồi. Và đặc biệt thêm em nó có cửa sổ trời quý anh chị nha, có cửa sổ trời luôn. Đấy, phải nói là rất là thông thoáng, vô lăng, rất thể thao. Anh chị nhìn từ những cái táp lô kìa. Đây, tiếp tục đây nữa thì có lãi số vô lăng. Cột kèo thì quý anh chị cũng cần suy nghĩ rồi. Đây, tất cả cái. Nói chung là không một lỗi nhỏ, bán cho quý anh chị với giá rất yêu thương luôn, chỉ với 270 triệu như quý anh chị nha. Bữa vừa rồi bán 278 thì bớt cho quý anh chị 8 triệu, còn 270 triệu. Nói chung là phải nói là tại vì xe này bữa nay là đăng kiểm cả năm nha quý anh chị nha, rất yêu cho quý anh chị. Thì trên cửa hàng anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Và đặc biệt đây thì quý anh chị nha, ngày hôm nay thì em Trung cũng lên sóng cho quý anh chị chỉ với rất yêu thương luôn. Đây, phói kép thì xe này anh chị mua về phải dọn lại nha quý anh chị nha. Đây, tất cả cái thì em nó có lỗi nha, thì nó có rẻ. Anh chị nhìn từng những cái sơn này, nó lột hết rồi. Đấy, tất cả cái thì nó đụng tơ lưa thế đấy. Đây, anh chị nhìn từng những cái đường gân này người ta làm nó không có thẳng được. Đấy, nhưng mà rẻ quý anh chị, thay cái xe máy tội gì mà không đi, đúng không quý anh chị nha. Tất cả cái thì đằng sau của đằng hông này quý anh chị, nó bị đụng cái đằng hông này thì bây giờ người ta làm nó gọi là nó nổ hết rồi. Anh chị mua về thì xử lý lại, rẻ mà, đúng không? Đây quý anh chị này, nội thất tất cả cái đây, được cái anh này cũng phá dàn vỏ cũng rất là đẹp quý anh chị. Đó, phải nói rất yêu cho quý anh chị nha. Đây, tất cả cái vỏ lốp này cực kỳ là yêu luôn. Tiếp tục đây, cái phần thì anh chị đã thấy thì sẽ đi theo chân em Trung một vòng, và tất cả một cái thì mọi vấn đề đó thì anh chị quan tâm thì alo đỡ mất công, ý là hỏi tình trạng xe ra sao hay như thế nào, và tất cả một cái đấy anh chị không phải nói là anh chị mua về dọn lại nhá. Còn nếu mà anh chị quan tâm cái này mà muốn để dọn lại thì cộng thêm cái tiền dọn nó, chi phí vô bao nhiêu nữa thì chứ đỡ mất công thì anh chị hỏi là bây giờ cái xe này nó không bao nhiêu tiền, mà bây giờ anh chị hỏi là bây giờ nó đây quý anh chị này, số tự động nhá. Đây, tất cả vô lăng này, nói chung màn hình, nói chung là cái xe này phải nói là, nói chung đại loại em nó thì phải nói là không còn cái gì nữa rồi. Đó, nói chung là tương bừng. Đó quý anh chị, cửa này có thể đóng cứ cặt quý anh chị này. Nói chung là được gia chủ và đi cũng phá xì. Nói chung cái xe này dọn lại khá nhiều tiền nha quý anh chị nhá. Dọn lại khá nhiều tiền. Đó, thì anh chị quan tâm thì alo cho em Trung, 35 triệu thôi. Đó, tất cả cái. Thì thôi, cuối cái video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe nhá, và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xe này anh chị mua về làm phải làm lại cái máy nhá, và dọn lại cái dàn gầm, dàn sơn nữa. Nói chung là cái xe nó lỗi mà, nó không có tiền rẻ như vậy, chứ để mà bình thường một cái xe khác thì không có giá tiền vậy đâu nhá quý anh chị nhá. Đó, thì nó nói chung là giá nó phải hơn trăm á, tại vì cái dòng đó đồ đạc nó hơi mắc đó. Nhưng mà được cái gì quý anh chị, được cái gì, mình đi phải nói là rất sướng luôn quý anh chị, đi rất sướng. Đó, thì xe đó cũng hết đăng kiểm rồi nhá quý anh chị nhá. Đó, thì thôi, cuối video thì em cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật cửa hàng.